Vị Phật nào lớn nhất, Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà? Phật giáo hiện là một trong những giáo phái lớn nhất hiện nay, có nguồn gốc từ các nước Ấn Độ. Trong Phật giáo có chia thành nhiều vị Phật khác nhau. Điển hình sẽ có hai vị Phật được nhiều người biết đến, đó là Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Tuy nhiên, chắc hẳn các bạn ít ai biết được Phật nào lớn nhất. Vậy Phật Thích Ca là ai? Phật giáo có hai vị Phật luôn khiến người ta nhầm lẫn là Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Thông thường mỗi người sẽ nhầm lẫn đây chỉ là một vị Phật, nhưng trên thực tế lại là hai vị Phật tách biệt. Phật Thích Ca Mâu Ni là người đã sáng tạo ra đạo Phật cách đây hàng nghìn năm, có thật trong lịch sử. Đây chính là hoàng tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm của Vương quốc Thích Ca thuộc Ấn Độ ngày nay. Hoàng tử Tất Đạt Đa sinh vào khoảng năm 624 trước Công nguyên, là thái tử con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maja. Theo sử sách ghi lại, Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc giáo chủ cõi Ta Bà, đau khổ chính là trái đất, nơi con người đã sinh sống. Những vị Phật thường quan niệm rằng trái đất, cuộc sống của con người là bể khổ, thoát khỏi cuộc sống, gửi thân vào Phật Pháp mới là cách giải quyết tốt nhất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng sống trên trái đất và đã sáng lập ra Phật giáo. Chính vì vậy, người nhận được sự tôn sùng của hàng vạn Phật tử, khôn tặng. Ngài là vị Phật có thật trong lịch sử chứ không phải là một vị Phật huyền thoại. Người ta cho rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa là người trần mắt thịt để phổ độ chúng sinh, đưa con người ta khỏi bể khổ, nên người đời tôn xưng Ngài là bậc giáo chủ cõi Ta Bà. Vậy Phật A Di Đà là ai? Trong Phật giáo, các giáo chúng thường thắc mắc không biết vị Phật nào lớn nhất giữa Phật A Di Đà và Phật Thích Ca Mâu Ni. Trên thực tế, Phật A Di Đà là Phật được tôn thờ nhiều tại các đình miếu mạo và trong Phật giáo Đại thừa. Tên của Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, thọ mệnh vô lượng và vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Cực Lạc, an vui Tây phương. Ngài xuất hiện trong các kinh điển. Trong cuộc đời hoàng đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã giới thiệu cho các tín đồ, giáo chúng đệ tử của mình biết đến Phật A Di Đà và cõi nước đang giáo hóa chúng sinh, với mong muốn mọi người được hưởng cực lạc và an vui. Theo lời dạy của Phật Thích Ca truyền lại, con người nếu muốn sau này khi chết được về cõi Tây phương thì sống phải năng làm việc thiện, tích đức và bài trừ suy nghĩ xấu xa, siêng năng niệm thánh, niệm Nam Mô A Di Đà Phật để được đặc thành chính quả. Như vậy, Phật A Di Đà là vị Phật mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu cho chúng ta biết. Bất kể ai cũng đều có mong muốn sau này khi chết được về với cõi Tây phương, lúc còn sống được an lạc vui vẻ. Để đạt được điều đó, mỗi người cần phải tự tu cho bản thân mình, đến khi thành chín quả ắt sẽ có cơ duyên gặp Phật. Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, vị Phật nào lớn hơn? Trên thực tế không có vị Phật nào lớn nhất, mỗi vị Phật đều có cơ duyên hồi ngộ chúng sinh, tin tưởng vào Phật, học theo Phật giáo, năng làm việc thiện tích đức chính là những điều mà Phật giáo muốn gửi gắm cho bất kỳ ai. Nếu tâm tu hành khi được chúng đắc thành quả sẽ được giải thoát khỏi cõi Ta Bà về Tây phương cực lạc an vui vẻ. Tác dụng của tôn kính và niệm Phật hàng ngày. Khi tìm hiểu vị Phật nào lớn nhất, cần tìm hiểu thêm về tác dụng của việc tôn kính và cách niệm Phật kinh sao cho đúng đắn. Việc này giúp cho người có thể tăng trưởng phước báo cho mình. Mọi vị Phật đều đáng tôn kính và kính trọng. Do đó, dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, bắt gặp hình ảnh Phật đều nên thể hiện tâm thành kính. Điều này mang đến rất nhiều phước báo cho bạn, giúp tâm an lạc. Cuộc sống bộn bề với những suy nghĩ, lo toan, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi với những điều diễn ra xung quanh mình. Con người luôn cố gắng giải thoát khỏi những lo toan và mệt mỏi này. Một trong những cách làm hữu hiệu nhất trong Phật giáo là niệm Phật. Việc niệm Phật cũng được coi là tôn kính và tuân theo những giáo pháp của Phật. Bạn không cần quan tâm vị Phật nào lớn nhất, chỉ cần thành tâm niệm Phật sẽ giúp bạn giữ được tinh thần thoải mái và thanh thản nhất, giúp cho mọi điều tốt lành. Nếu bạn thường xuyên gặp chuyện không may, bất an, bạn có thể thành tâm cầu khấn. Việc thỉnh cầu giúp cho chư Phật sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề nhanh chóng nhất. Không cần tìm hiểu về vị Phật nào lớn nhất, bạn chỉ cần thành tâm cầu nguyện với tấm lòng hồi hướng, chư Phật sẽ đều giúp đỡ bạn vượt qua mọi khó khăn. Thực tế chứng minh điều này rất rõ ràng, do đó hãy bắt đầu việc cúng lễ, niệm Phật từ hôm nay, bạn sẽ nhận được những may mắn cho chính mình và gia đình.